Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 15 tháng 10 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 15 tháng 10 năm 2021, ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Sáng nay, giá tiêu trong nước tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng 1 kg tại các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu chỉ tính 3 ngày đầu tuần, thì giá hồ tiêu trong nước đã tăng thêm 3.000 đồng cho đến 4.000 đồng 1 kg. Còn so với đầu tháng thì giá hồ tiêu tăng mạnh lên tới 7.500 đồng 1 kg. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 9 năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 15.336 tấn, kim ngạch đạt 61,84 triệu đô la Mỹ. So với tháng 8, lượng xuất khẩu giảm 13%, kim ngạch giảm 7%. Như vậy, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Lũy tiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 212.983 tấn, kim ngạch đạt 719,16 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2020, lượng xuất khẩu giảm 3,2%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 47%. Sự sụt giảm của xuất khẩu trong quý 3 năm 2021 cũng là nguyên nhân khiến giá tiêu bùng nổ từ đầu tháng 10 năm 2021 cho đến nay. Nguyên nhân là bởi, sau khi nới lỏng giãn cách, các đơn vị xuất khẩu buộc phải thực hiện giao hàng theo hợp đồng sau khi đã trì hoãn vì lý do dịch bệnh cản trở. Bên cạnh đó, còn là sự quay trở lại của thương lái Trung Quốc, các đại lý, công ty xuất khẩu cũng mua bù hàng vào kho. Theo các chuyên gia, xuất khẩu tháng 10 năm 2021 sẽ tăng mạnh. Lượng đơn hàng mới phục vụ nhu cầu thế giới dịp lễ Tết cuối năm tiếp tục sẽ là đòn bẩy để giá tiêu tăng trong thời gian tới. Với đà tăng này, lên mốc 95.000 đồng 1 kg không còn xa nữa. Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 là bởi nguồn cung giảm sút. Trong khi nhu cầu thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng, giá tiêu liên tục lập đỉnh mới, khiến nông dân trồng tiêu rất phấn khởi, tạo động lực cho bà con quan tâm đầu tư chăm sóc cây tiêu hơn trước. Hiện các vùng trồng tiêu đang vào cuối vụ đậu trái, nhiều vườn đang vào giai đoạn chắc sỏ, cần đầu tư bón phân, thoát nước, phòng trừ sâu bệnh. Điều đáng khích lệ là hiện nay, xu hướng trồng tiêu ở nhiều vùng đã có sự thay đổi. Với giá tiêu bán ra như hiện nay, nông dân trồng tiêu đã có lợi nhuận tốt. Đặc biệt nếu trồng tiêu hữu cơ, giá bán có thể cao hơn tiêu thường khoảng 20%. Với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam có kỳ vọng trở lại là một mặt hàng thu cả tỷ đô la Mỹ như 5 năm trước đây. Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá tiêu vẫn không ngừng tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định mấy ngày qua. Theo các chuyên gia, giá tiêu từ đầu năm tăng cao để tiếp tục bù vào chi phí vận tải. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực. Cước vận tải biển giữa Mỹ và Trung Quốc giảm sâu sau khi liên tục lập đỉnh hồi đầu tháng 9, khi mùa vãn khách đến gần và tình trạng thiếu điện tại Trung Quốc làm chậm hoạt động sản xuất. Giá cước vận tải đi xuống, các chi phí phát sinh vì COVID-19, xét nghiệm, ba tại chỗ sẽ giảm khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, sẽ giúp giá nông sản xuất khẩu hạ xuống, trong đó có hồ tiêu. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định giá tiêu sẽ tăng bền vững bởi nguồn cung tiếp tục giảm sút, trong khi nhu cầu thế giới cao do vào mùa lễ Tết cuối năm nên tiêu vẫn được giá. Với việc giảm giá cước tàu biển như hiện nay, hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng lấy lại được vị thế tại những thị trường này, đồng nghĩa nhiều hợp đồng được ký hơn. Do vậy, giá tiêu trong nước được dự đoán sẽ không hạ nhiệt theo giá vận tải thế giới. Không những thế, giá xuất khẩu hạt tiêu chạm ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và đã đưa hạt tiêu trở thành một trong những điểm sáng. Trong hoạt động xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản của Việt Nam mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng tiêu sau nhiều năm khó khăn do giá suy giảm. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định, trong trung và dài hạn, ngành hồ tiêu Campuchia sẽ có những bước phát triển vượt bậc nhờ khả năng mở rộng diện tích, năng suất cao và quan trọng hơn là quốc gia này có đủ điều kiện sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Còn về hồ tiêu ở Campuchia thì ít được thâm canh, nhưng năng suất luôn đứng đầu khu vực với 6,4 tấn trên 1 hectare, còn năng suất của Việt Nam chỉ bằng một nửa quốc gia láng giềng này. Khoảng 95% lượng hồ tiêu thu hoạch mỗi năm của Campuchia dành cho xuất khẩu, trong đó Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường mua nhiều nhất. Đối với thị trường hồ tiêu trong nước, gần một tuần tăng liên tiếp trong đợt điều chỉnh tăng lần 3 kể từ đầu tháng. Nguyên nhân là do các đơn vị xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng, phản ánh thực tế của một số thành viên trên các diễn đàn hồ tiêu, có địa phương còn bán cao hơn giá tham khảo trên mạng. Theo dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm,
do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Brazil, Indonesia giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. Cho nên, giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 85.500 đồng một ký cho đến 91.000 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 87.000 đồng một ký cho đến 89.000 đồng một kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 86.500 đồng một ký cho đến 88.500 đồng một kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 87.000 đồng một ký cho đến 89.000 đồng một kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 89.000 đồng một ký cho đến 91.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 88.000 đồng một ký cho đến 90.000 đồng một kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 85.500 đồng một ký cho đến 87.500 đồng một kg trong hôm nay. Trải qua 14 ngày, từ đầu tháng 10 năm 2021, giá tiêu đã tăng rất tốt. So với đầu tháng thì giá hồ tiêu tăng mạnh, lên tới 7.500 đồng một kg. Cả tháng 9 năm 2021, giá tiêu tăng 3.500 đồng trên kg. Nguyên nhân giá tiêu vẫn duy trì mức tăng do nguồn cung tiếp tục giảm sút, trong khi nhu cầu thế giới cao do vào mùa lễ Tết cuối năm. Nhiều địa phương nới lỏng giãn cách để khôi phục kinh tế đã tác động tích cực đến thị trường hồ tiêu từ đầu tháng đến nay. Vụ mùa vừa qua, không chỉ Việt Nam bị mất mùa mà hồ tiêu tại các nước Brazil, Malaysia, Indonesia cũng bị suy giảm. Nhìn vào con số, Indonesia là quốc gia xuất khẩu tiêu trắng chủ yếu sang Việt Nam, đạt 5.047 tấn. Tuy nhiên tháng 9, thời kỳ thu hoạch tiêu cả nước này, lượng xuất khẩu sang Việt Nam chỉ tăng nhẹ 0,9%. Điều này cho thấy, sản lượng của quốc gia này chủ yếu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong bối cảnh sản lượng trong nước giảm sút, lượng hồ tiêu dự trữ cạn kiệt, Việt Nam buộc đẩy mạnh nhập khẩu từ các nước, nhưng sản lượng nhập về cũng không tăng được bao nhiêu. Từ đầu năm, số tiêu từ Campuchia sang Việt Nam tăng cao nhất đến 79,7%, tuy nhiên cũng chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. Trong trung và dài hạn, ngành hồ tiêu Campuchia sẽ có những bước phát triển vượt bậc nhờ khả năng mở rộng diện tích, năng suất cao và quan trọng hơn là quốc gia này có đủ điều kiện sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Hồ tiêu ở Campuchia ít được thâm canh, nhưng năng suất luôn đứng đầu khu vực với 6,4 tấn trên 1 hectare, còn năng suất của Việt Nam chỉ bằng một nửa quốc gia láng giềng này. Khoảng 95% lượng hồ tiêu thu hoạch mỗi năm của Campuchia dành cho xuất khẩu, trong đó Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường mua nhiều nhất. Gần đây, người dân và doanh nghiệp Việt có xu hướng sang Campuchia thuê đất nông nghiệp. Lý do là bởi quỹ đất nông nghiệp của quốc gia này còn rất lớn, giá thuê thấp, chi phí thuê lao động làm việc cũng rẻ hơn so với Việt Nam. Đến khi thu hoạch, những loại nông sản này được đưa trở lại Việt Nam để tiêu thụ. Như vậy, sẽ có lợi hơn về giá thành so với khi thuê đất nông nghiệp ở nước ta để sản xuất. Đây cũng là một phần lý do nông sản Campuchia xuất sang Việt Nam tăng mạnh như hiện nay. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!